còn 7 con nha. 7 con. Eo ơi, nhiều chị gái bị ẩn à? Eo ơi, nhiều chị gái bị ẩn à? Nhờ. Từ từ để em xem phát. Để em hỏi anh Nam phát. Để liệu bị ẩn lên sang trang cá nhân này. Trời ơi, phải thật thế thật đấy. Này em ơi, từ từ chuyển cho chị cái mã luôn, mà chị cầm mã này nha. Ờ đúng rồi, cho chị con váy váy xòe xòe bia đấy. Không phải đâu, nó bị làm sao ấy. Cái trang nó bị làm sao ấy. Hôm qua các bạn người bảo là làm sao mà bị nó không chặn comment. Không hiểu ấy. Váy bi được chưa? Ủa con này xinh chưa này? Dạ mang. Mã em bao nhiêu em? 06. Ok, mã 06 nha các chị gái nha. Mã 06. Con váy bi cho chị một con nữa. Đây nghe đầu tiện này. Ok các chị gái nhìn này. Hàng di chuẩn nhá. Mã 06. Chốt luôn cho em ngang mã 06. Váy suông bi này. Váy suông bi. Bầu bì mặc hết nhá. Con này là váy suông. Bao nhiêu cân mặc vừa. Chốt luôn cho em nga mã 06 kèm số điện thoại cho em. Chiên cho các chị mã này 119.000. Mã 06 lên đúng cú pháp nha. Mã 06 kèm số điện thoại. Đẹp cười, mày cái chất của nó mát lắm luôn ấy. Không, đi qua to ấy chứ mà 06. Ok, view à một cái này. Jenny Nguyễn ok này. Đặt lại cho Nguyễn Trang ok này. Nguyễn Trang không có số điện thoại nha. Lên lại số điện thoại giúp mình. Sao lại bị ẩn nhờ, tôi chết rồi. Em không thể, em không nhìn thấy comment nào luôn. Đây này. Trên đây còn nhìn thấy này. Sợ thế nhờ. Đợi em một chút, đợi em một chút. Chuyển trang á, chết rồi. Sao lại bị như thế luôn. Nhưng mà bây giờ chuyển trang thì bây giờ là sau đến lúc mai là mã khổ lắm luôn ấy. Ok thôi kệ. Phạm Nga ok, Hà Trang Lê ok, Chí Lệ ok này.